Các đồng chí đang quan sát cán bộ chiến sĩ sử dụng hai chân kẹp cổ với những đòn thế tấn công nhanh, mạnh, chính xác. Kỹ thuật điêu luyện mang độ khó rất cao. Một nền tảng thể lực và sức bật nhảy thật tốt mới có thể kiểm soát cơ thể, bay người lên không trung, dùng hai chân kẹp cổ đối phương một cách chính xác. Người luyện võ ngoài việc tập quyền cước còn phải dành thời gian và ý chí cho việc luyện các nội dung công phá nhằm gia tăng sức mạnh. Bằng tinh thần cảnh giác cao, ý chí quyết tâm chấn áp tội phạm và kỹ thuật võ thuật đã được rèn luyện, các chiến sĩ trong tổ tuần tra đã mưu trí dũng cảm, phối hợp đánh bắt, khống chế cả nhóm đối tượng, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Phát hiện 6 đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, xác định đây là hành vi phạm tội nghiêm trọng, hai chiến sĩ công an đã không quản hiểm nguy, lao vào ngăn chặn, bắt quả tang các đối tượng cùng tang vật, giao cho cơ quan điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Kính mời các đồng chí theo dõi bài quyền 25 động tác. Bài quyền 25 động tác là quá trình phát triển nghiên cứu chọn lọc những tinh hoa của một số môn phái võ thuật hiện đại trên thế giới như judo, karate, taekwondo, phù hợp với tính chất chiến đấu, nghiệp vụ của lực lượng công an nhân dân. Đồng thời, là bản lĩnh vững vàng, khả năng phòng vệ chiến đấu trong mỗi cán bộ chiến sĩ.